che chở muôn loài. Hoa tươi thắm kính dâng lên người, đem công đức hiến dâng cho đời, cho nhân thế xin tươi rạng ngời. Được luôn yên bình, cho chúng sanh luôn được hạnh phúc bền lâu. Con hứa sẽ nguyện đem công đức này mang đến cả niềm vui cho thế gian được bình chỉnh y quan trượng thừa Phật na lực.
thứ gian khổ địa tối long ngà thân. Tài văn tiên diễn diệu chân ngôn ni, ca chân phương mong sinh hoan hỷ. Nam mô sinh hoan hỷ địa Bồ Tát Ma Tát. Nam mô sinh hoan hỷ địa Bồ Tát Ma thank you.
thỉnh đại chúng ghi khẩu đồng âm chiêm ngưỡng đại thừa tụng theo khoa ra. Thank you.
à phần tam đa chi các khấn thường chúc quốc gia hữu bình phật đạo vô cương thiên hạ thái bình à chư tai tiêu diệt à cần kế cửu huyền thất tổ đồng trường siêu thăng bát nàn tam đồ quân chiêm cận huống đàng thần hà tịnh bất nhuận chi chi cận sơ à thiên vân à quý mạo niên à nhuận nhị nguyệt sơ kính nhật lương thần phùng hình pháp sư đồng cao cổ tử thần sa môn thích quảng thuyết đại vị hòa nam thường tấu thượng ngài văn sớ tuyên đọc sớ đối phật tiền dụng bằng ngọn lửa chân phó đô hỏa cũng giang vô lượng Phật vô lượng chưa
cùng với thanh hiền tăng nơi pháp giới dung thống kết đài phen rừng rỡ. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sinh từ bỏ cõi lạc quên theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Nam mô hương cung giác Bồ Tát, Nam mô hương cung giác Bồ Tát, Nam mô hương cung giác Bồ Tát Ma Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam mô thập phương thượng trụ Phật Pháp Tăng Tam Bảo Tam Bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thần thông vi diệu pháp bất thiên vạn kiếp nan tao mô ngà kim kiết văn đăng thọ tỷ nguyện giải Như Lai tỷ ni nghĩa. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Tát. Kính thưa tất cả đại chúng, Đức Phật dạy rằng để làm được thánh người là khó, làm được thánh người đầy đủ sáu căn: mắt nhìn thấy được, tai nghe được, miệng nói được, mũi ngửi được, và nhận thức được thế giới xung quanh lại càng khó hơn. Sinh ra được làm người lại có cơ hội tiếp xúc với chính pháp, tiếp xúc với Phật, với pháp, với tăng, học theo đạo Phật, được làm tín đồ của đạo Phật là một điều càng khó khăn hơn. Sinh ra gặp được thầy, được bàn, được gặp chính pháp là một nhân duyên thù thắng trong đời sống này. Có lẽ từ nhiều đời nhiều kiếp, quý vị đã làm bà con tuyển thuộc, đã làm trụ tử bồ đề của Tam Bảo, cho nên trong đời nay quý vị sinh ra trong kiếp sống này được thừa hưởng truyền thống ông bà tổ tiên mình để lại. Chúng ta có thể ở hình thức này, có thể ở hình thức khác, có thể ở trong địa vị này, địa vị cả trong xã hội, những dòng máu của Phật, tâm thức của Phật, tâm thức của Thánh đã luôn luôn hiện hữu trong con người, trong tâm khảm của quý vị. Nhân duyên hội đủ, ngày hôm nay sau một thời gian quý vị có cảm tình, có thiện cảm, có đức tin đối với Tam Bảo, quý vị đã biết đi chùa, đã biết kính Phật trọng tăng, đã biết cúng dường công đức để xây chùa, tô tường, đúc chuông. Và trong con người quý vị đối với Phật, với pháp, về tăng có một vị trí rất là quan trọng. Dù cho không gian có thay đổi, dù có thời gian có biến động, nhưng tấm lòng của chúng ta đối với Phật chưa bao giờ chấm dứt. Ngày hôm nay quý vị trở về tại chùa Phong Lâm phát nguyện quy y Tam Bảo, làm đệ tử của Phật. Trước khi quý vị trở thành đệ tử của Phật, trở thành người con Phật, thì thầy xin thay mặt hòa thượng chứng minh ở đây xin khai thị một vài đặc điểm của Phật Pháp Tăng để cho Phật tử chúng ta biết chúng ta quy y ai, như thế nào là quy y Tam Bảo, ý nghĩa của quy y Tam Bảo là gì, tại sao phải thọ trì năm giới. Qua đó để quý vị đến với đạo Phật không chỉ đến với niềm tin, mà đến với đạo Phật bằng sự hiểu biết, bằng trí tuệ. Kính bạch trên như tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, trước tiên chúng ta phải hiểu như thế nào là đạo Phật. Đạo là con đường, đạo là đạo lý, đạo là chân lý, đạo là quy luật, và đạo là lối sống. Phật là bậc tỉnh thức, bậc giác ngộ,
người có đầy đủ hai chất liệu, đó là từ bi và trí tuệ. Phật đầy đủ phúc đức và trí tuệ. Phật là người thầy chỉ dạy cho chúng ta đi trên con đường chính và cảnh xa con đường tà. Phật là người chỉ cho chúng ta đi trong cuộc đời này biết như thế nào là con đường đi đến cõi thiền, chỉ cho chúng ta biết như thế nào là đi đến cõi ác. Phật là người dạy cho chúng ta sống trong cuộc đời này có niềm tin vào Phật Pháp Tăng và có niềm tin vào đời sống nhân quả nghiệp báo. Cho nên Đức Phật là người thầy để cho Phật tử chúng ta trở về và nước tường. Pháp là những lời dạy của Đức Phật, là chân lý, là đạo lý, là nguồn sống để cho người Phật tử chúng ta học theo. Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Quy y bì, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy Tam Bảo có nghĩa là trở về nương tựa, gửi tất cả sinh mệnh của chúng ta, đời sống chúng ta vào đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, gọi là quy y Tam Bảo. Cuộc đời chúng ta cần một cái điểm tựa, cần một cái hải đảo để chúng ta bơi qua cái biển khổ. Thì hải đảo này là Phật, là Pháp, là Tăng. Cho nên quy Tam Bảo là cái bước đầu tiên để quý vị trở thành người Phật tử. Nếu như chúng ta sinh ra đến cuộc đời này, từ lúc chúng ta cất tiếng khóc chào đời, thì chúng ta được cha, được mẹ của chúng ta cho chúng ta một cái danh phận, một cái tên, một cái tuổi để chúng ta hình thành nhân cách của một con người. Còn ngày hôm nay, quý vị quy Tam Bảo là có nghĩa rằng quý vị được sinh ra thêm một lần nữa, sinh ra trong một kỳ ngôi nhà. Ngôi nhà này không phải là căn nhà thế tục, ngôi nhà này là căn nhà của Như Lai, ngôi nhà rộng hơn. Ngôi nhà này lấy tất cả mọi người làm quyến thuộc. Cho nên sinh ra trong ngày hôm nay có nghĩa là chúng ta sinh ra trong ngôi nhà của Phật, của Pháp, của Tăng và làm con của Phật. Chúng ta có một cái danh phận mới, có một bộ phận mới, có một trách nhiệm mới. Ngày xưa chúng ta chỉ có bộ phận làm người, trách nhiệm làm người. Còn ngày hôm nay, kể từ giờ phút này, quý vị có bộ phận, có trách nhiệm, có lối sống của một con người Phật tử. Như vậy là thầy đã nói qua sơ lược về Phật Pháp Tăng để cho quý vị hiểu được, để chúng ta bắt đầu thực hành các nghi thức để trở thành người Phật tử. Sau đây thầy xin tất cả quý vị hãy chắp tay hướng về Tam Bảo và đọc theo sự hướng dẫn của thầy. Thầy đọc như thế nào thì bảo muốn thoát khỏi bến sinh tử luân hồi, không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như bè báu đưa người qua bể khổ, giới như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đây mà phát triển. Giới như ngọn hải đăng soi chiếu đường tắm tối, giới là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên. Giới là cửa ngõ để vào niết bàn an vui giải thoát. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng muốn dứt trừ các điều khổ não, hưởng sự vui vô thường niết bàn thì phải thọ trì tám quy ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh giới này cho đến trong giây phút quy Tam Bảo, ở đời vị lai cũng sẽ được chứng quả an vui giải thoát. Bây giờ trước khi thọ tam quy ngũ giới, thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị pháp sám hối
để chúng ta dừng lại tất cả những cái nghiệp chướng, đau khổ, lỗi lầm từ trong quá khứ do cố ý hay vô tình mà chúng ta tạo nên. Quý vị hãy nói theo Thầy: quý thiện nam tử, thiện nữ nhân. Quý vị đã trả lời Thầy. Thầy nói quý vị thiện nam tử, thiện nữ nhân là quý vị trả lời Thầy bằng cách là A Di Đà Phật nhé. Bắt đầu lại nào: quý thiện nam tử, thiện nữ nhân, trong luận Phật dạy rằng người quy Tam Bảo trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh, cũng như muốn chữa đừng vì cam lồ trước phải xúc bình cho thành sạch. Con người khi thọ tam quy ngũ giới trước cần phải sám hối trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh mới có thể lãnh thọ giới pháp thanh tịnh của Phật. Nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hối là gì. Sám có nghĩa là ăn năn, từ thủ tội ra, chừa bỏ các lỗi lầm đã làm, chẳng những tội lỗi trong đời này mà cho đến tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp về trước cần phải sám hối. Hối là hối hận, biết lỗi lầm mà chừa bỏ, đổi lại cho trở nên tốt đẹp, không cho tội lỗi phát sinh nữa. Bây giờ xin tất cả quý vị chắp tay trước mặt, nghe Thầy nói như thế nào thì quý vị sẽ nói theo Thầy. Trong lúc nói ở đây, quý vị phải thật lòng với niềm tin, với sự thanh tịnh của tâm để cho việc sám hối được trong sạch, tội lỗi của quốc vị từ nhiều đời nhiều kiếp sẽ được tiêu trừ. Bây giờ Thầy sẽ nói đệ tử chúng con tên là, thì quý vị sẽ nói theo Thầy là đệ tử chúng con tên là, và chúng ta đọc tên của chúng ta lên. Và Thầy nói như vậy, như Thầy nói tiếp theo những câu sau, thì quý vị sẽ nói theo Thầy để thực hành pháp sám hối. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, kể từ vô thủy, cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phúc sinh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiện tiền phúc huệ trang nghiêm, sau này xin về cõi Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý vị lễ số một lễ. Quý vị đọc lần thứ hai. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, kể từ vô thủy, kể từ vô thủy, cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phúc sinh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm,
sau này xin về cõi Phật. Sau này xin về cõi Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử chúng con tên là kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tịnh các điều dữ, nguyện làm các điều lành, cúi xin Tam Bảo, từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phúc sinh, căn lành thêm lớn, tai qua nạn khỏi, hiền tiền phúc huệ trang nghiêm, sau này xin về cõi Phật. Sau này xin về cõi Phật. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin lễ xuống lễ. Như vậy là quý vị đã thành tâm đối trước Phật Pháp Tăng Tam Bảo để nói lên sự sám hối của mình. Trong thời điểm hiện tại, quý vị đã sám hối thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và những lỗi lầm từ trong quá khứ mà chúng ta đã vô tình hay cố ý mà tạo ra. Ngay giờ phút bây giờ, thân của quý vị đã được trong sạch rồi, khẩu đã được trong sạch rồi và ý đã được trong sạch rồi. Đây là thời điểm nhân duyên đầy đủ để chúng ta đón nhận sự quy y, giống như đón nhận một viên ngọc quý được đặt vào trong một chiếc bình quý. Chiếc bình quý của chúng ta đó là ba nghiệp đã được thanh tịnh. Đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin lễ phục lễ. Chúng ta đọc lần thứ hai. Đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin quý vị tiếp tục đọc theo thầy. Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, quy y Phật rồi, không đọa vào địa ngục, quy y Pháp rồi, không đọa vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi, không đọa vào súc sinh. Xin lễ xuống lễ.
đệ tử chúng con, suốt đời quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, quy Phật rồi, không đọa vào địa ngục, quy Pháp rồi, không đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng rồi, không đọa vào súc sinh. Như vậy là trong giờ phút hiện tại, quý vị đã chính thức trở thành người đệ tử của Phật. Kể từ giờ phút bây giờ, quý vị đã đứng vào trong hàng ngũ của những người có Phật. Người có Phật nói năng, hành động, suy nghĩ và lối sống của chúng ta sẽ được Đức Phật soi sáng, và chúng ta trọn đời trọn kiếp này quý vị đi theo Phật, đi theo Pháp và đi theo Tăng. Xin tất cả quý vị hướng về Tam Bảo để tri ân công đức của Tam Bảo. Thầy xin sướng lễ và quý vị xin lễ xuống. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ thầy sẽ hỏi các thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì quý vị trả lời thầy bằng câu A Di Đà Phật. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, A Di Đà Phật. Các vị đã quy Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, trọn đời không quy y thiên thần và quỷ vật. Vì sao? Vì thiên thần quỷ vật kia còn bị luân hồi sinh tử, không phải là thánh nhân xuất thế gian. Quý vị đã quy Phật rồi, thà bỏ thân mạng chứ không quy theo kinh điển ngoài đạo Tà giáo. Vì sao? Kinh điển, đường lối của ngoài đạo Tà giáo không phải là pháp môn để dẫn dắt cho chúng ta đi đến con đường hạnh phúc an vui giải thoát bền vững. Quý vị đã quy Tăng rồi, thà bỏ thân mạng chớ suốt đời không quy theo đồ chúng ngoài đạo. Vì sao? Vì đồ chúng ngoài đạo không phải là người tu hành giải thoát, không đầy đủ từ bi và trí tuệ, không có những quả vị chứng ngộ của tam thừa thánh quả. Họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tăm nguy hiểm, khổ đau bất an. Quý vị đã quy mười phương Phật pháp Tăng rồi, thì từ đây trở về sau, chư Tăng ở xứ nào, ở chùa nào, ở không gian nào mà quý vị có duyên, quý vị hãy đến đó để kính quý. Không phải chỉ kính quý chư Tăng mà có chùa mình cầu quy đi mà thôi, như thế mới phải là một người Phật tử hiểu biết chân chính. Giờ đây quý vị đã quy Tam Bảo rồi, thì chúng ta xem rằng quy Tam Bảo giống như một nơi để chúng ta trở về để nương tựa trong đời sống này. Dù bất gặp hạnh phúc hay khổ đau, dù cuộc sống này thăng hay là đồng, thịnh hay là suy, biến đổi thay đổi, nhưng tấm lòng của người con Phật đối với Phật, với Pháp, với Tăng không bao giờ thay đổi. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị thọ trì tam quy, bước thêm một nấc thang nữa, là đó là chúng ta thọ trì năm điều giới của Phật. Năm điều giới của Phật
thực ra gọi là năm điều đạo đức. Năm điều đạo đức, một người Phật tử làm con của Phật thì trước tiên chúng ta phải hoàn thiện nhân cách của một con người. Trước khi làm con Phật thì chúng ta phải làm con người, và làm một con người có đạo đức là con người phải sống theo đạo đức. Và Đức Phật đưa ra năm tiêu chuẩn để chúng ta làm theo, chúng ta vâng dự. Nếu người nào làm được năm điều này là nền tảng để chúng ta xây dựng con người, xây dựng nhân cách, xây dựng gia đình, xây dựng xã hội và xây dựng cái đất nước này, cái thế giới này giống như cõi Phật. Năm điều ở đây mà lâu nay chúng ta nghe là năm điều giới cấm, nhưng thực ra đạo Phật không cấm ai cả. Nếu điều nào chúng ta giữ được thì chúng ta sẽ hình thành cái đạo đức của điều đó. Có năm điều, chúng ta giữ gìn được một điều là chúng ta giữ được 20% đạo đức của kiếp làm người. Chúng ta giữ được 2 điều thì được 40%, giữ được 3 điều là 60%, giữ được 4 điều là 80%, giữ được 5 điều là 100%, gọi là con người hoàn hảo. Cho nên hoàn hảo hay không hoàn hảo, giữ được bao nhiêu điều đạo đức thì có bấy nhiêu điều an vui. Bởi vì giới luật Đức Phật đưa ra để xây dựng cho đời sống chúng ta có một đời sống an vui, giải thoát. Sau đây là năm điều giới Thầy xin nói qua để cho quý vị nhận thức rõ trước khi quý vị phát nguyện thọ giới. Giới thứ nhất, đó là người Phật tử chúng ta không giết hại sinh mạng con người và sinh mạng của muôn loài chúng sinh, không làm tổn thương sinh mạng của người khác, làm tổn thương sinh mạng của chúng sinh. Người Phật tử là người luôn luôn tôn trọng của cải vật chất, và người Phật tử ý thức rằng khi chúng ta mất của cải vật chất là chúng ta đau khổ, và những người xung quanh của chúng ta mất của cải vật chất là cũng sẽ đau khổ cho chúng ta. Điều gì chúng ta không muốn thì chúng ta đừng có làm để cho người khác. Cho nên người Phật tử giữ gìn điều đạo đức thứ hai, đó là không trộm cắp chiếm đoạt, làm ăn phi pháp ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội và lợi ích gia đình của người khác. Điều thứ ba, đó là người Phật tử đi theo Phật phải trong sạch từ thể chất đến tâm hồn. Người Phật tử là người luôn luôn tôn trọng hạnh phúc gia đình mình và tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác. Và người Phật tử luôn luôn chia sẻ cái sự đổ vỡ, tan nát, khổ đau của gia đình người khác mà mình không chen vào đời sống của gia đình người khác, và cũng mong rằng người khác không chen vào làm đổ vỡ gia đình của mình. Cho nên Đức Phật dạy cái giới thứ ba hay điều đạo đức thứ ba, đó là sống là không được tà dâm hay còn gọi là tà hành, tức là chúng ta sống quan hệ chính chuyên một vợ một chồng để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và bảo vệ hạnh phúc gia đình của người khác. Giữ điều đạo đức này chính là bảo vệ cho chúng ta. Điều thứ tư, người Phật tử đi theo đạo Phật, Đức Phật là người nói lời chân thật, sống cuộc đời chân thật. Cho nên người đệ tử của Phật là luôn luôn sống một cuộc đời chân thật. Cho nên Đức Phật nói ý thức được sự khổ đau của những lời nói dối, lời nói sai sự thật, lời nói ác khẩu, lời nói thị phi, lời nói điêu ngoa sẽ làm tổn hại đến mình, tổn hại đến gia đình mình, tổn hại đến gia đình người khác, làm mất đến tinh thần hòa hợp yêu thương, rạn nứt trong gia đình cho ra bên ngoài xã hội. Cho nên người Phật tử là không được nói dối, nói sai sự thật, nói thị phi, nói hai lưỡi và nói những lời ác khẩu làm tổn thương đến mình, tổn thương đến người khác. Và điều cuối cùng,
là đạo Phật, là đạo trí tuệ. Đức Phật chỗ những ngọn đèn sáng chỉ dạy cho chúng ta biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai, như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Thì muốn thấy rõ như vậy thì phải bật đèn trí tuệ lên. Có một cái nguyên nhân làm cho tâm trí chúng ta điên cuồng, ngu si, vô minh tâm tối, đó là khi chúng ta sử dụng các chất gây say, gây nghiện làm cho tâm trí chúng ta hôn mê, không làm chủ được hành vi lời nói tự trị của chúng ta, đem lại những cái tai nạn đáng tiếc trong đời sống này. Cho nên Đức Phật dạy người Phật tử chúng ta phải giữ gìn cái giới, đó là không sử dụng các chất gây say và gây nghiện. Các chất đó là gì? Là rượu, là bia, là xì ke, là ma túy, là cocaine, là chất cấm khác. Cho nên người Phật tử chúng ta muốn bảo vệ cho chúng ta có thể chất và tâm hồn trong sạch thì chúng ta hãy giữ cái điều giới này. Tuy nhiên, đối với người Phật tử của chúng ta, để giữ gìn cái điều giới này thì chúng ta, Đức Phật cũng tùy theo phương tiện. Đức Phật dạy rằng sử dụng rượu, sử dụng bia trong xã hội này mà chúng ta còn làm ăn, còn kinh doanh, còn buôn bán, còn giao tiếp, nhưng chúng ta trong lúc sử dụng phải có chừng, có mực. Và một cái phương thức trong đạo Phật gọi là sử dụng rượu bia giống như sử dụng thuốc, có liều, có lượng thì nó trở thành thuốc bổ, mà không liều, không lượng thì nó trở thành thuốc độc. Và nhất là ở Việt Nam chúng ta bây giờ cái lỗi mà uống rượu đi ra đường là phạt rất là nặng. Thầy đọc thông tin là biển luật an toàn giao thông là khi uống rượu và lái xe là phạt hình như 40 triệu đúng không ạ? Nhưng mà thầy đang đề xuất là phạt thêm khoảng 100 điều đến 200-300 điều để cho bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ cho cái xã hội này. Quý vị có đồng ý như vậy không ạ? Nếu đồng ý thì xin cho một tràng vỗ tay để chúng ta thông qua cái vấn đề này. Bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn những cái điều giới một này, thì thầy sẽ đọc từng điều giới, thầy sẽ hỏi từng điều một, thầy hỏi giới không sản sinh, các vị có giữ được không? Thì quý vị trả lời thầy bằng cách là chắp tay và A Di Đà Phật, chúng con giữ được. Còn cái điều nào mà chúng ta còn ngập ngừng thì chúng ta làm thích, có nghĩa là xin Phật cho con từ từ để chúng con giữ. Đạo Phật là đạo tự giác, không bắt ai cả. Giữ hay không giữ là trách nhiệm của mỗi bản thân mình. Thầy xin nhắc lại như vậy để cho mọi người không khỏi băn khoăn lo lắng. Và nhiều lúc chúng ta đi theo Phật, chúng ta sợ đi theo Phật mất tự do. Muốn nói gì cũng được nói, muốn nói bậy cũng được nói bậy, muốn làm bậy cũng được làm bậy. Nhưng mà đi theo Phật của mình là chúng ta đặt mình vào trong một cái nhân cách mới để chúng ta bước lên hàng làm thánh, làm Phật ở thành bậc giác ngộ. Không vượt qua giai đoạn này thì sẽ không bao giờ làm thánh, làm Phật được. Cho nên muốn làm thánh, muốn làm Phật thì quý vị tự chọn lựa những cái điều giới để cho chúng ta giữ gìn. Giới ở đây giống như xây móng, muốn xây nhà thật cao, muốn được bước lên địa vị làm thánh, làm Phật thì phải xây từ cái móng. Cái móng ở đây chính là năm điều đạo đức mà thầy vừa nói. Bây giờ xin Phật tử chúng ta chắp tay hướng về Tam Bảo để thầy trao truyền ngũ giới. Và thầy hỏi có giữ được không thì quý vị trả lời thầy bằng cách là A Di Đà Phật, chúng con giữ được. Nói to, nói rõ, nói dứt khoát. Còn nếu cảm thấy không giữ được thì quý vị làm thinh. Giới thứ nhất, như chư Phật suốt đời không sát sinh, từ nay đến suốt đời quý vị không giết hại chúng sinh và làm tổn hại đến người khác, đến loài khác, là giới của người Phật tử tại gia. Quý vị có giữ được không? Xin quý vị lễ chúng một lễ.
giới thứ hai như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp. Từ nay cho đến suốt đời, quý vị không gian tham trộm cắp là giới của người Phật tử tại gia. Quý vị có giữ được không? A Di Đà Phật, chúng con giữ được. Xin lễ một lễ. Giới thứ ba như chư Phật suốt đời không tà hành. Từ nay cho đến suốt đời không được tà dâm tà hành, sống chung thủy, đời sống một vợ một chồng là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có giữ được không? A Di Đà Phật, chúng con giữ được. Xin quý vị lễ sổ một lễ. Giới thứ tư như chư Phật từ suốt đời không nói dối, không nói thị phi, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu. Từ nay cho đến suốt đời, quý vị không được nói dối, nói hai lưỡi, nói thị phi, nói ác khẩu là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có giữ được không? A Di Đà Phật, chúng con giữ được. Xin lễ sổ một lễ. Giới thứ năm như chư Phật suốt đời không uống rượu, không sử dụng các chất gây say gây nghiện. Từ nay cho đến suốt đời, quý vị không uống rượu, không sử dụng các chất gây say gây nghiện là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý vị có giữ được không? A Di Đà Phật, chúng con giữ được. Như vậy là quý vị đã đối được ba ngôi tam bảo, phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới. Được khi quý vị thọ trì tam quy ngũ giới, những cái lỗi lầm, những điều chúng ta lầm lỡ từ ngày hôm qua, cách đây một tiếng đồng hồ mà quý vị đã lỡ phạm, thì quý vị đã sám hối rồi. Và bây giờ chúng ta đã trở thành người Phật tử, chúng ta chỉ tỉnh trong cái cuộc hiện tại, có trở về sau. Quý vị phải cố gắng để ý và theo dõi hành vi, cử chỉ, lời nói, sinh hoạt của mình, luôn luôn lấy tam bảo làm ngọn đèn để soi sáng. Làm cái gì, nói cái gì, suy nghĩ cái gì thì chúng ta phải nghĩ, phải tự hỏi: ta là người con của Phật, ta là người đã được tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới, giữ năm điều đạo đức. Khi quý vị nghĩ như vậy, khi quý vị tác ý như vậy, và khi quý vị tư duy như vậy, thì có năng lực giới hành, giới đức nó ngắn ngừa và nó ngắn chặt, nó thức tỉnh, chúng ta sẽ không bao giờ sai lầm. Đó là cái công năng của giới. Giới có nghĩa là ngăn ngừa điều ác, phát triển điều thiện và chấm dứt những sự sai lầm trong lúc chúng ta thọ trì giới pháp của Phật. Cho nên quý vị hãy xem giới pháp của Phật giống như cái thân mạng của chúng ta. Dù thân mạng này có bỏ đi, có tổn hại, dù cuộc đời này nó có ngã, có nghiêng, có khó khăn, có cám dỗ, nhưng chúng ta luôn luôn ý thức được ta là người con của Phật, luôn luôn nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, thì chắc chắn quý vị sẽ làm được cái điều này. Như vậy là quý vị đã thọ trì tam quy ngũ giới rồi. Để tri ân công đức của tam bảo, bây giờ thầy xin sướng lễ và quý vị lễ để tạ ơn tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Hư Không Biện Pháp Giới Qua Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thánh Tăng
thường đủ tam bảo. Nhân tông đảnh lễ Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Lâm Hoa Giáo Chủ Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Ân Có Hiền Bồ Tát Đạo Trang Hồi Thượng Phật Bồ Tát. Nhân tông đảnh lễ Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thưa tất cả quý Phật tử, như vậy là chúng ta đã đổi được tam bảo thọ trì tam quy ngũ giới rồi. Từ đây trở đi, quý vị đã chính thức trở thành người đệ tử của Phật. Chư Tôn Đức ở đây đại diện cho tam bảo, một trong ba ngôi để truyền thọ tam quy ngũ giới. Người Phật tử lấy Phật Pháp Tăng làm điểm tựa, làm nơi quay về để tu hành tu học. Quý vị đã thọ trì tam quy ngũ giới ở chùa Phong Lâm, có nghĩa rằng từ đây trở đi ngôi chùa Phong Lâm ở Hải Dương và thầy trụ trì ở đây là Đại Đức Thích Trần Thuần, là những người mà thay mặt quý vị để cầu thỉnh chư tăng, cho nên người thầy của quý vị trực tiếp là thầy Quang Thuần ở đây, cho nên quý vị có trách nhiệm, có nhiệm vụ, có bổn phận, dù là ở bên Hà Nội, dù là ở trong Đà Nẵng, dù là ở đâu, hay người dân trong làng ở đây, chúng ta có trách nhiệm ra thì ngôi nhà lớn ở đây là ngôi nhà chung của tất cả quý vị. Cái nhà này thỉnh hay là suy, trang nghiêm hay tổ hảo, đông người hay hoang tàn, sạch hay là bẩn, là trách nhiệm của quý vị cùng với thầy trụ trì ở đây có trách nhiệm để vun vén, gieo đồng để cho ngôi nhà Phật Pháp ở đây ngày càng phát triển. Và ngoài ra, sau khi quý vị thọ trì tam quy ngũ giới rồi thì thầy trụ trì sẽ phát cho quý vị ở đây một cái điểm, là điểm quy y, gọi là quy y để chứng nhận chính thức chúng ta trở thành người Phật tử. Cái điểm quy này trong đó cũng có nhắc lại những cái điều mà thầy vừa truyền đạt cho quý vị, cho nên một tháng vào ngày 14 và ngày 30 lúc trời sáng, quý vị có thờ Phật hay ngồi trên bàn thờ hay một không gian nào đó thì quý vị đọc lại ba điều quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và đọc lại năm điều giới để nhắc nhở cho chúng ta đạt được tam bảo. Giống như chúng ta nhận một ngọn lửa ở trên chùa Phong Lâm rồi, ngọn lửa này nó cháy, nó thắp sáng hay không là do quý vị phải thắp nó, phải bồi đắp cho nó. Trên một tháng quý vị đem điểm quy ra đọc hai lần để nhắc nhở lại những cái điều Đức Phật dạy, để cận tịnh sát tấn và cho Phật tử chúng ta có một sự liên tục như vậy. Ngoài ra, người Phật tử chúng ta đây là cái bước đầu tiên để chúng ta bước vào đạo, có nghĩa rằng là ngày hôm nay chúng ta mới học đạo theo tiêu chuẩn của mẫu giáo mà thôi. Chúng ta phải tiếp tục đến chùa nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay và thân cận chư tăng để học hỏi những pháp để nâng chúng ta lên, từ mẫu giáo lên tiểu học, từ tiểu học lên cấp 2, lên cấp 3, lên đại học và lên đỉnh cao nhất, đó là đạt đến an lạc giải thoát trong đạo Phật. Chúng ta không nên dừng lại ở cái bước đầu tiên, dừng lại hay đi tiếp, ở thấp hay tiến lên. Thắng tiến đạo đức tâm linh của chúng ta đó là do chúng ta chọn lựa và cũng đắp lấy. Thầy cũng xin chia sẻ thêm một vài điểm như vậy để chúng ta hiểu được, để chúng ta tiếp tục bồi đắp và tiếp tục đi trên con đường đạo của chúng ta. Một lần nữa, chúng con cũng xin thay mặt chư Tôn Đức ở đây đã trao truyền tam quy ngũ giới cho quý Phật tử, và chúng con
cũng xin tri ân công đức của Hòa Thượng đã từ trong Huế đường xa xa hôn, xa xôi tuổi cao nhưng Hòa Thượng vì lòng thương tưởng thầy chủ trì cũng như thương tưởng quý Phật tử của mặt ngày hôm nay để ra đây để ngồi đây để chứng minh cho tấm lòng thành của tất cả quý Phật tử chúng con. Một lần nữa cầu nguyện tam bảo cho gia hộ cho tất cả quý Phật tử ở đây thân khỏe, tâm an, đạt được ba thứ tài sản trong đời sống này. Tài sản thứ nhất đó là tài sản về sức khỏe, tài sản thứ hai là tài sản về vật chất, tài sản thứ ba là tài sản về trí tuệ. Nếu một người Phật tử nào mà vun vén cho chúng ta ba cái nhân tài sản này thì chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống an vui hạnh phúc. Giống như Đức Phật nói, người nào tạo ra thiện nghiệp thì đời này vui, đời sau vui, cả hai đời đều vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Hòa Thượng, đặc biệt các quý vị Phật tử cùng chư tôn đức đã truyền trao cho các quý vị Phật tử tam quy ngũ giới. Kể từ đây các quý vị Phật tử đã chính thức trở thành người con Phật rồi. Để làm lễ hồi hướng công đức, xin toàn thể các quý vị Phật tử chúng con xin thành tâm cung kính Hòa Thượng Đại Đức Tăng hướng về Tam Bảo để làm lễ hồi hướng. Oh,
Thank you.
Thank you.
dục chi trung. Con đề phát toàn từ dầu con thương tư vương hầu canh tưởng hà chỉ sĩ nông công thương tôn đưa nam nữ hoặc cố tu lần nữ hoặc bồ hà xa đường trùng tháng trùng dừa tư vần từ lại năng chung thân như tư đằng loài nán dĩ cụ trần kỷ vô phân bồ như ca ý ná nguyện kiếm mang nghe huyền huệ tam giới nhược không hóa mang phục để căn từ chân đàm đàm biến tích khổ nguyện một thế giới ta thế giới hữu quốc độ ta quốc độ vô lượng chứ quốc độ vô tận hàm linh đề thành Phật đạo thế thực thế tề nguyện sở thành thế xuất thế gian tề nguyện sở thành thế xuất thế gian tề nguyện sở thành nguyện sanh tiếp theo chương trình là lễ dâng hương cầu nguyện cho quốc thái dân an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tam Bảo, sự xét tấn khích lệ đồng viên cùng các cái tương hòa đường của tâm, sự hoàn tâm hằng tâm hằng sáng ít nhiều tùy biến công đức để cho bạn đời chúng con được công việc hiến thiết được cho thiên như ngày hôm nay hiện thời để được chúng con đối tiếp với ngài đối tiếp tình tài